Hi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tiku đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi Lab Escape, trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Vâng, trên đầu mình có một con rùa rất là đẹp. Thì game này mình đã chơi cách đây cũng 1 tháng, 2 tháng gì đó rồi. Nhưng mà tại vì lúc đó mình quay video mình thấy nó dài quá, mình thì lười chỉnh sửa, mình chưa có editor đại loại như vậy đó. Nên là mình đã xóa video quá rồi, xin lỗi các bạn ha. Nhưng mà để mình giới thiệu sơ sơ về game này nhá. Thì chúng ta, mình biết phải nói sao nữa, chơi thôi, giải thích cái gì. Các bạn chơi bạn hiểu à. Thì giờ chúng ta á, là phải trốn thoát khỏi những cái con quỷ này. Đó, ăn tụi nó để có thêm máu nè, rồi sống càng lâu càng tốt. Đó, nhưng mà mấy này không chạy đâu các bạn, nó đem mấy con phèn phèn thôi. Sau này là, xin lỗi, chúng ta sẽ gặp những con có súng nữa cơ. Thì cho lúc chúng ta trốn thoát á, thì chúng ta sẽ bị gì ta, cứ ở hoài. Thì chúng ta sẽ có khả năng tiến hóa. Ví dụ đây là chúng ta sẽ có một cái cục, nó đi vòng vòng chúng ta nè, nó gây chấn thương. Đó, đó, nó như vậy đó. Đó, nó có giáp kìa. Khi mình muốn ăn nó thì mình phải phá giáp, mà phá giáp thì là tốn máu, loại như vậy. Thì cái lục của mình là một cây số hay gì đó. Nói chung là mình là một người chạy rất là giỏi. Hồi lớp 1 mình có thi giỏi nhất điền kinh nữa các bạn, mình chạy rất là nhanh luôn. Tại hồi xưa mình quậy quá, cái bố mình dí mình hơi nhiều, đúng không? Nên mình phải luyện chạy để có thể trốn thoát khỏi cái dây nịch của bố. Nói chung là mình một thời huy hoàng luôn. Giờ thì mình sẽ chọn kỹ năng này, nó sẽ tạo ra thịt trên trời rơi xuống. Đó. Tiến hóa các bạn ơi, cố lên, ăn càng nhiều càng tiến hóa. Đó, thêm sừng nè. Một khoan, tôi không muốn sừng. Tự nhiên chọn cái sừng làm cái gì vậy trời, phèn thật chứ. Thứ nhất là sừng nó chạm vào cái thù, nó sẽ làm cho thịt nó nát ra, hiểu không? Chúng ta sẽ ăn rất là khó. Và thứ hai là mình không muốn sừng đâu, bồn chưa có nên mà có cái sừng rồi là sao. Đúng là kỳ cục luôn á. Ok, yeah, cơ bắp rồi. Khoan, nó giúp mình có thể hồi lại kỹ năng, nhưng mình đâu có kỹ năng nào mà hồi. Rồi xong, một pha tiếng hóa đi vào lòng đất của Lợi Trần. Trời ạ, à, ai cho mày chạy hả? Cố lên, ăn nhiều vô các bạn. Này nó không mất giáp, nó chạy kìa. Hơ, thằng yếu đuối. Hàng đậu gai á, mà không ăn được. Đó đó, nó có mấy cái giáp mà giáp gai nữa chứ. Có nạn không? Nó có nón nữa kìa, no. Tụi chữ thanh rồi mọi người. Ui, mấy con này nó dính chùm nhau nữa. Nó, chết rồi. Wow, thầy mình mới chơi mà, mình hơi phèn, xin lỗi các bạn nha. Ok, mình phải cầu bản cáo để có thể tăng thêm thu nhập hả? A few moments later. Ok, chúng ta sẽ mở những cái hộp ngẫu nhiên sau khi mình bán cái liêm sĩ của mình để cầu bán cáo. Wow, không sao các bạn, xứng đáng. Rồi, nó cho mở hết hả? Mình có con rùa nữa kìa. Ok, về phòng thí nghiệm thôi. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm nè. Mình sẽ tăng thêm cái gì đây ta? Chắc là thêm kỹ năng cộng thêm máu từ đồ ăn đi, thêm giáp nữa. Đó, bây giờ thầy trốn thoát thôi. Ở cái gì vậy? Kỹ năng gì á? Ok, thì nó giúp mình có thêm điểm tiến hóa từ thịt, cũng hợp lý. Ok, mình ăn thịt nó sẽ tăng thêm điểm tiến hóa các bạn, rất là lời. Mình có một kỹ năng là giống nãy đó, mình sẽ phòng to rồi mình ăn tất cả mọi thứ luôn, nhưng mà cái đó để dành đi, khi nào gần chết rồi hãy dùng. Ok, chúng ta có thể bắn ra laser hả? Đâu là về đâu, kỹ Superman đâu rồi, mày lừa đảo. Là về là con kia nó bắn cho mình chứ không, mình không có bắn. Cái này có súng kìa, khó chịu quá ta. Lưỡi có thể mở lem kẻ thù ở gần đây. Lại đây vô miệng anh đi. Mấy cưng hãy vào miệng cố đắt đi Lợi Trần. Ghê quá à. Nè, cố lên. Mình phải phát cái lục của mình là một cây số. Ở dùng chiêu cuối thôi. Ok, mình tưởng nó mạnh lắm nhưng mà cũng bình thường thôi. Ok, chúng ta sẽ có thể mà cái này giúp ta có thể sống một lần các bạn. Con này chết rồi, được hồi sinh một lần. Hợp lý chứ bộ. Mày AK mà nó bắn nhiều đạn như shotgun vậy á, vô lý. Mình chết rồi, nhưng mà không sao, mình sẽ hồi sinh. Nó phải như vậy chứ. Có súng, khó chịu quá.
né được rồi. Tụi bay chưa vô miệng anh cưng nào. Chúng ta không gian mà còn phải né những cái súng. À mình chết rồi. Chết chưa kịp dùng cái chức năng của mình. Trời ạ. À, tôi thề luôn, mấy con cá này là mấy con cá dở với tôi từng coi luôn á. Thôi skip đi. À, mở ra nào. Đó, có con mèo. Wow. Mình là người rất thích mèo các bạn. Ok, cho thêm máu nè. Đó, cho nó trâu bò lên chút. À, mình có hai kỹ năng gì đây? À, con vịt với lại cái bùa. Mình nghĩ là chúng ta sẽ để dành cái kỹ năng gì mà phóng to rồi đó. Để khi nào mà nghi cấp thì mới dùng. Bây giờ dùng thì nó không cần thiết cho lắm. Ok. À, có thể tăng thêm điểm tiến hóa nè. Như vậy sẽ được hơn. Đó. Đó, phải như vậy. Đó, tụi nó bắt đầu có súng rồi. Bắt đầu khốn nạn rồi đó. Chạy đi mày. Ồ, mày hên á. Nè, tụi mày không... Ồ, chú thơ, cái này là cái gì đây? Ồ, mình có cái gai các bạn. Mà cái gai mà trên lưng mình nó có áo giáp. Ủa, cái gì vậy? Nó bắt con chuột hả? What? Mày tụi mày, có súng hả? Tao không có súng này nè. Chúng ta là súng thịt. Đúng như đen luôn. Nó bắt là một con chuột luôn các bạn. Đó, phải như vậy. Ok, mình có thể sống một lần nữa. Trái tim thứ hai à. Yeah. Ok, 300m rồi. Chạy đi mày. Quá tuyệt, quá tuyệt. Như máu càng nó càng giảm nhanh hay gì á. Phải dùng thôi. Ok. Thịt rơi trên trời xuống. Mình cần rất là nhiều thịt. Nhiều vô. Phải như vậy, nó phải như vậy. Cái cơ mưa thịt hả? Sao nghe gớm à. Game này rất là kinh dị. Ok đây. Con giò chúa. Chị hồi nó. What the hell. Cái gì gớm à. Non. Tụi mày quá non. À, thằng kia nó dùng cái giáp thịt các bạn ơi. Kiểu như là nó gắn một cái người thằng đó vào trước mặt nó. Rồi để dùng cái làm cái giáp. Sao mà nó mọi rỡ quá vậy. Con người mất nhân tính quá. Ủa trời. Thằng kia nó chơi máy bay đâm vào đầu mình. Ủa không, mình quên mình là mình có thể sống lại một lần nữa. Ok, lần nữa nè. Mẹ lùm tụi nó mẹ. Đây là mẹ gì ta. Mẹ dòi hả. Dòi chúa, cái gì nghe cũng gớm hết á. Trong đó, ơi thằng kia nó cho tên lửa vào đầu. Ôi. Ui, what the f. Sao tụi nó là cái tên lửa. Quảng cáo nữa rồi. Đây nè, chúng ta có skin nữa cơ. Đó. Nhưng mà, có con mèo. Thôi, không còn rùa nữa, mình là người yêu mèo. Cửa hàng nè. Bốn đô mấy để mua mấy thứ này ơ. Còn chị hồi ra chúa tể địa ngục nữa. Con mèo dễ thương mà. Lắm. Tăng tốc độ tạm thời. I'm speed. Đó, mình đang chơi steroid các bạn. Steroid là cái chất giúp tăng cơ bắp cho mấy người tập gym rồi đó. Đó. Quá tuyệt. Cắn tụi mày nè. Súng hả mày? Chạy đi. Ok, chúng ta có thể mở rộng dày dày ra và cái thời gian đó nó sẽ giảm chậm hơn. Đúng là thứ mình cần. Đó, thằng kia nó dùng cái con người nó để cho mặt nó để làm cái khiên các bạn. Thật là độc ác. Tôi không tin được, những kẻ phải chừng trị. Sao cái kim tiêu nó chết cho thuốc mình, nó chết vào mông mình nãy giờ nó chưa kịp rớt ra kìa. Vàng sẽ có thêm, ok. Mình còn thêm vài nữa nâng cấp. Đâu mày? Nhưng mỗi lần mình ăn con gì đó mình sẽ tăng tốc các bạn. Hay là gãy sát thương ta, đúng rồi, cứ mỗi lần mình bị nó bắn á, mình sẽ kêu mình chạy nhanh hơn. Thuốc kiểu đau đớn á. Càng đau thì càng mạnh. Thế giới này sẽ bị đến nỗi đau.
À, là ai? Chiêu cuối của mình. Chết rồi, chết rồi. Chiêu cuối của mình. Ok, hên quá. Bây giờ mình mới nâng cấp kỹ năng gì mà chích thuốc lên level 2 các bạn. Cái tên lửa khốn nạn kìa. Ồ, trưởng thành đẹp trai đấy. Nhưng mà không, đây là quảng cáo, tắt có lẽ. No, no. Vậy là chúng ta đã nâng cấp thêm vài phần đó rồi. Vâng, và đó chính là game trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Một game khá là kỳ cục và khá là ngắn ngủi. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và đừng quên coi những video khác của mình ở phía bên phải và bên trái. Và subscribe ở phía giữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và bây giờ thì bye bye.